Duyên dứt về nguồn phẩm thứ nhì. Phật lại bảo đại chúng, nay thể khắc đã đến, toàn thân ta đều đau nhức. Bấy giờ Đức Thế Tôn vừa nói dứt lời, liền nhập sơ thiền, phóng hào quang niết bàn, quán xét khắp thế giới, nhập tịch diện địch. Đức Thế Tôn nhập sơ thiền rồi ra khỏi sơ thiền, lại nhập đệ nhị thiền, ra khỏi nhị thiền, lại nhập đệ tam thiền, ra khỏi tam thiền, lại nhập đệ tứ thiền, ra khỏi tứ thiền, lại nhập hư không xứ, ra khỏi không xứ, lại nhập vô biên thức xứ, ra khỏi vô biên thức xứ, lại nhập vô sở hữu xứ, ra khỏi vô sở hữu xứ, lại nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi phi tưởng phi tưởng xứ, lại nhập diệt tận định. Sau đó Như Lai ra khỏi diệt tận định, liền quay trở lại nhập phi tưởng phi tưởng xứ, ra khỏi phi tưởng phi tưởng xứ, liền quay trở lại nhập vô sở hữu xứ, ra khỏi vô sở hữu xứ, liền quay trở lại nhập vô biên thức xứ, ra khỏi vô biên thức xứ, liền quay trở lại nhập hư không xứ, ra khỏi hư không xứ, liền quay trở lại nhập đệ tứ thiền, ra khỏi đệ tứ thiền, liền quay trở lại nhập đệ tam thiền, ra khỏi đệ tam thiền, liền quay trở lại nhập đệ nhị thiền, ra khỏi đệ nhị thiền, liền quay trở lại nhập sơ thiền. Lúc ấy Đức Thế Tôn sau khi đã thị hiện nhập tất cả các cảnh giới thiền định theo hai chiều thuận nghịch như vậy rồi, liền bảo khắp đại chúng rằng: Ta dùng trí bát nhã hết sức thâm sâu để quán xét khắp trong ba cõi, trong khắp sáu nẻo luân hồi, hết thảy núi non biển cả đất đai và tất cả các loài sinh sống trong đó. Ta thấy rõ rằng trong ba cõi này tính chất căn bản chung là lìa khỏi thực thể, quán xét đến chỗ rốt ráo đều vắng lặng diệt mất. Đồng với tướng trạng của hư không, không có tên gọi, không có nhận biết, vĩnh viễn dứt trừ mọi sự hiện hữu. Các pháp trong ba cõi này vốn xưa nay bình đẳng, không tự có niệm tưởng là cao hay thấp, không thấy, không nghe, không biết, không hiểu, không thể bị trói buộc, không thể được giải thoát, không có chúng sanh, không có mạng sống của chúng sanh, không khởi, không dứt, không mất, chẳng phải thế gian, cũng chẳng phải không là thế gian, niết bàn và sanh tử đều không thể đạt đến, hai bờ mé ấy bình đẳng như nhau, vì cùng bình đẳng với tất cả các pháp. Thấy được như vậy rồi thì tự mình chủ yên trong an nhàn tĩnh lặng, không có việc gì phải làm, chỗ rốt ráo an bày đều không thể đạt được. Nương theo pháp và pháp tánh vô trụ mà hành xử, dứt trừ tất cả các tướng, không một tướng nào còn hiện hữu. Tướng của pháp là như vậy, ai rõ biết như vậy gọi là người xuất thế. Ai không rõ biết những điều này không thoát khỏi cội nguồn sanh tử. Đại chúng các người nên phá tan vô minh, diệt trừ cội nguồn sanh tử. Đức Thế Tôn sau khi thuyết dạy như trên lại thị hiện nhập siêu thiền. Sau khi ra khỏi sơ thiền liền nhập đệ tam thiền, ra khỏi tam thiền liền nhập hư không xứ, ra khỏi hư không xứ liền nhập vô sở hữu xứ, ra khỏi vô sở hữu xứ liền nhập diệt tận định. Sau khi ra khỏi diệt tận định, Thế Tôn liền nhập phi tưởng phi tưởng xứ, ra khỏi phi tưởng phi tưởng xứ liền nhập vô biên thức xứ, ra khỏi vô biên thức xứ liền nhập đệ tứ thiền, ra khỏi đệ tứ thiền liền nhập đệ nhị thiền, ra khỏi nhị thiền liền nhập sơ thiền. Sau khi đã thị hiện siêu thiền qua các cảnh giới thiền định bằng cách thuận và nghịch như vậy, Đức Thế Tôn lại bảo khắp đại chúng rằng: Ta dùng trí tuệ đại bát nhã để quan sát khắp trong ba cõi, các loài có tình thức, không có tình thức, kẻ nghe pháp và người thuyết pháp, hết thảy đến chỗ rốt ráo đều không có người bị trói buộc, không có người được giải thoát, không có chủ thể, không có đối tượng nương theo, không thể nắm giữ, không ra khỏi ba cõi, không đi vào các cảnh giới hiện hữu. Sự này vốn là thanh tịnh, không có nhơ bẩn, không có phiền não, đồng như hư không, không bình đẳng, chẳng phải không bình đẳng, dứt hết mọi động niệm, tư tưởng, tâm thức. Tướng của pháp như vậy gọi là đại niết bàn, chân thật thấy được pháp này gọi là giải thoát. Những kẻ phàm phu không rõ biết như vậy gọi là vô minh. Đức Thế Tôn sau khi thuyết giải như vậy rồi lại thị hiện nhập siêu thiền. Sau khi ra khỏi sơ thiền, lại lần lượt nhập vào suốt các cảnh giới thiền cho đến nhập diệt tận định. Sau khi ra khỏi diệt tận định, lần lượt quay ngược lại nhập và xuất các cảnh giới thiền cho đến nhập sơ thiền. Sau khi đã thị hiện siêu thiền qua các cảnh giới thiền định bằng cách thuận và nghịch như vậy, Đức Thế Tôn lại dạy đại chúng rằng: Ta dùng con mắt trí tuệ của Phật để quan sát khắp trong ba cõi, tất cả các pháp đều có nguồn gốc ban đầu từ vô minh. Tánh của vô minh vốn là giải thoát, nếu tìm kiếm giải thoát trong khắp mười phương rốt cuộc cũng không thể được, vì cội gốc vô minh là không, nên hết thảy cảnh nhánh đều được giải thoát. Vì vô minh được giải thoát cho nên lần lượt đến già chết cũng đều được giải thoát. Vì nhân duyên ấy nên ta trụ yên trong hào quang thường tịch diệt, gọi là đại niết bàn. Lúc ấy ngài A Nan hết sức bi ai, buồn đau khốn khổ, lòng dạ rối loạn, tỉnh thức hôn mê, nhưng người quá say không còn nhận biết gì nữa, không nhìn thấy bốn chúng, cũng không biết Đức Như Lai đã nhập niết bàn hay chưa.
Đức Thế Tôn khi ấy đã thị hiện siêu thiền, nhập vào suốt các cảnh giới thiền định 3 lần, quán xét khắp pháp giới, lại vì khắp đại chúng mà thuyết pháp 3 lần như vậy, cộng cả thể Như Lai đã 27 lượt xuất và nhập các cảnh giới thiền định. Vì ngài A Nan không còn tỉnh táo nhận biết, nên mỗi khi Phật nhập một cảnh giới thiền định, đều theo hỏi ngài A Nan luật rằng Phật đã nhập Niết Bàn hay chưa, cả thể là 27 lần hỏi. Mỗi lần như vậy, ngài A Nan luật vì rõ biết sâu xa rằng Đức Như Lai chỉ nhập các cảnh giới thiền định nên đều trả lời Phật chưa nhập Niết Bàn. Lúc ấy tất cả đại chúng cũng đều hoảng loạn, không biết được Như Lai đã vào Niết Bàn hay chưa. Bấy giờ sau khi đã 3 lần nhập và xuất các cảnh giới thiền định cũng như 3 lần chỉ dạy cho đại chúng rồi, Đức Thế Tôn bèn nằm duỗi người trên giường thất bảo, nghiêng hông bên phải xuống dưới, đầu hướng về phương Bắc, mặt hướng về phương Tây, có những chuỗi ngọc xinh đẹp nhiệm màu trang nghiêm quanh giường thất bảo. Trong rừng cây Sa La khi ấy có 8 cây mọc sóng đôi thành 4 cặp, một cặp phía Tây trước mặt Như Lai, một cặp phía Đông sau lưng Như Lai, một cặp phía Bắc trên đầu Như Lai, một cặp phía Nam dưới chân Như Lai. Lúc ấy Đức Thế Tôn nằm trên giường báu dưới giường cây Sa La. Đến khoảng nửa đêm, Phật nhập đệ tứ thiền vắng lặng an nhiên không một tiếng động. Trong khoảnh khắc ấy, Phật nhập Niết Bàn. Đấng Đại Giác Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, trong rừng Sa La ấy, 2 cặp cây đứng phía Đông và phía Tây, liền hợp 8 cây thành 1, 2 cặp cây sóng đôi đứng phía Nam và phía Bắc Phật, cũng hợp 8 cây thành 1, tạo thành một cái lọng lớn che kín phía bên trên giường báu Phật nằm. Trong chốc lát, những cây ấy đều đau buồn, chuyển thành màu trắng muốt như lông con hạc trắng, cảnh lá hoa trái cho đến vỏ, cây thân cây đều nứt nẻ, rơi rụng, dần dần khô héo, gãy rụng, không còn gì cả. Lúc ấy, từ vô lượng muôn ức thế giới, nhiều như số cát sông Hằng của chư Phật 10 phương, tất cả những cõi đất đều chấn động mạnh, phát ra đủ mọi thứ âm thanh, nghe như tiếng than thở rằng, khổ thay, thế gian đã trở thành trống rỗng. Những âm thanh ấy lại tạo thành những tiếng diễn đạt lẽ vô thường, khổ không và sự buồn đau ai oán. Bấy giờ tất cả núi non trong các thế giới 10 phương, như núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, Bảo Sơn, Hương Sơn, Kim Sơn, Hắc Sơn, tất cả núi non trên khắp các cõi đất đều cùng lúc rúng động sụp lở, phát ra những âm thanh vang dội khắp thế giới, nghe như tiếng than thở rằng, khổ thay, vì sao chỉ trong chốc lát thế gian đã trở thành công nơi nương tựa, mặt trời trí tuệ đã lặn khuất sau núi Đại Niết Bàn, tất cả chúng sanh mất đi đấng cha lành chân thật, mất đi bậc trời xứng đáng cho tất cả mọi người cung kính, từ nay không còn nơi chiêm ngưỡng. Lúc ấy tất cả biển cả trong các thế giới 10 phương đều ngẩu đục, cuồn cuộn nổi sóng phát ra đủ mọi âm thanh, nghe như tiếng than thở rằng, khổ thay, đấng chánh giác đã ra đi, chúng sanh tội lỗi khổ não trôi dạt mãi trong biển cả sanh tử, như đêm dài tăm tối mê lạc mất con đường chân chánh, biết nhờ đâu mà được giải thoát. Tất cả sông ngòi, kênh rạch, suối khe, ao hồ, giếng nước bỗng nhiên đều nghiêng đổ khô cạn. Bấy giờ mặt đất và hư không trong khắp các thế giới 10 phương đều vắng lặng u ám, mặt trời mặt trăng không còn chiếu sáng, sự tăm tối, sầu não lan khắp thế giới. Ngay trong lúc ấy bỗng nhiên nổi lên cuồng phong mù mịt, chấn động kinh hồn, thổi tung bụi cát như che lấp cả thế giới. Trên mặt đất tất cả các loại cỏ, cây, cỏ thuốc, cây lớn bỗng nhiên hoa trái, cảnh lá thảy đều khô gãy rơi rụng không còn gì cả. Ngay trong lúc ấy tất cả chư thiên hiện ra đầy khắp hư không trong 10 phương thế giới, than khóc bi ai chấn động cả thế giới tam thiên đại thiên, rải xuống như mưa vô số trong ngàn các loại hương hoa tốt đẹp nhất cõi trời, đầy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, chất lại thành đống cao như núi Tu Di để cúng dường Như Lai. Từ trên không trung lại đổ xuống như mưa vô số cỡ phướn chuỗi lọng, lọng báu ngọc như ý đều là những vật báu của cõi trời, để khắp hư không biến thành một đài báu 4 mặt có châu ngọc, 7 món báu đang xen vây quanh chói sáng rực rỡ để cúng dường Như Lai. Từ trên không trung lại trỗi lên vô số giai điệu âm nhạc cõi trời rất mầu nhiệm, như tiếng trống, tiếng sáo, tiếng đàn hát, đủ mọi thứ âm thanh, nghe như tiếng than thở rằng, khổ thay, Phật đã nhập Niết Bàn, thế gian bây giờ trống rỗng, tất cả chúng sanh phải mù lòa, quỷ la sát tham cầu phiền não tràn lan khắp nơi, sự khổ não vô thường biến dị tiếp nối không dứt, bánh xe đau đớn chẳng ngừng quay. Lúc ấy ngài A Nan buồn khổ mê muội không còn nhận biết gì nữa, không biết Như Lai đã nhập Niết Bàn hay chưa, trước mắt chỉ thấy toàn những cảnh tượng khác thường, liền quay sang hỏi lại ngài A Nan luật, Phật đã nhập Niết Bàn rồi phải không?
A Nan Luật đáp rằng: Đại Giác Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Ngài A Nan vừa nghe qua câu này thì buồn đau cực độ, ngã nhào xuống đất như người đã chết, hơi thở dứt hẳn, tâm thức mờ mịt không còn biết gì nữa cả. Lúc ấy Ngài A Nan Luật dùng nước trong mát tưới lên mặt A Nan cho tỉnh lại, đỡ dậy, rồi dùng phương tiện khéo léo mà an ủi rằng: Buồn khổ thay, đau đớn thay, nhưng biết làm sao được. Thôi ông cũng đừng buồn đau sầu não thái quá mà rối loạn tâm. Nhân duyên giáo hóa của Như Lai đã dứt, hết thảy chư thiên và loài người không ai có thể lưu giữ ngài lại được. Khổ thay, nhưng biết làm sao được. Ngờ đâu hôm nay bậc thầy của chư thiên và nhân loại, khi việc cần làm đã làm xong, không ai có thể lưu giữ được. Biết làm sao được, nay ông và tôi chúng ta phải cùng nhau kìm nén nỗi đau này. Ngài A Nan Luật lại an ủi thêm: A Nan, tuy Phật nhập Niết Bàn nhưng vẫn còn lưu lại xá lợi và pháp bảo cao quý nhất, thường trụ ở thế gian, có thể làm chỗ quay về nương theo cho tất cả chúng sanh. Nay ông và tôi chúng ta nên chuyên cần tinh tấn đem pháp bảo ấy truyền trao cho chúng sanh, khiến họ được thoát khỏi các nỗi khổ, như vậy mới báo đáp được ân đức của Như Lai. Lúc ấy Ngài A Nan nghe lời an ủi khuyên nhủ rồi dần dần tỉnh ngộ, nhưng vẫn còn nghẹn ngào rơi lệ, không kìm nổi sự bi ai. Bấy giờ trong phạm vi vương vức 12 do tuần ở rừng Sa La thuộc thành Kathina, đại chúng và chư thiên, loài người tụ tập đầy kín, mỗi khoảnh đất chỉ bằng mũi nhọn một cây kim, cũng chứa được đến vô lượng người, nhưng phạm vi này vẫn không còn một khoảng trống nào. Dù vậy tất cả đại chúng đều không hề chen chúc che chướng lẫn nhau. Lúc ấy vô số ức Bồ Tát và tất cả đại chúng đều mê muội, hoang mang rối loạn, không thể biết được là Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn hay chưa, chỉ thấy trước mắt toàn những cảnh khác thường biến động. Các vị liền đồng thanh cất tiếng hỏi Ngài A Nan Luật: Phật đã nhập Niết Bàn rồi phải không? Lúc ấy Ngài A Nan Luật nói với đại chúng, tất cả chư thiên và nhân loại rằng: Đại Giác Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Nghe qua lời ấy rồi, có vô số người trong đại chúng đồng thời cảm thấy sầu khổ choáng ngợp trong lòng, nghẹn ngào không nói được gì, thảy đều ngã nhào xuống đất mê man bất tỉnh. Lại có những người ngay khi ấy nhập diệt theo Phật, lại có những người lòng dạ rối bời tán loạn, lại có những người thân tâm đều rúng động run rẩy, lại có những người nắm chặt tay nghẹn ngào rơi lệ, lại có những người luôn tay đấm ngực than khóc lớn tiếng, lại có những người không nén được đau thương vò đầu bứt tóc, lại có những người kêu thét lên: đau đớn thay, cay đắng khổ não thay. Lại có những người than tiếc sao Như Lai vội nhập Niết Bàn quá sớm như vậy. Lại có những người than thở rằng: than ôi, chúng ta đã mất đi một vị trời đáng tôn kính. Lại có những người kêu than: ôi, thế gian đã trở thành trống rỗng, chúng sanh từ nay phải chịu mù lòa. Lại có những người than thở: con quỷ lớn phiền não từ nay sẽ lan tràn khắp chốn. Lại có những người than rằng: than ôi, hạt giống lành của chúng sanh đã dứt, không còn nảy xanh mầm chồi được nữa. Lại có những người ta thán: ôi, mà vương tử này vui sướng cởi bỏ áo giáp vì chẳng còn ai đối trị. Lại có những người tự chê trách thân tâm, quán xét lý, vô thường. Lại có những người thực hành pháp quán chân chánh liền được giải thoát. Lại có những người đau xót than rằng: nay chúng ta không còn chỗ để quay về nương theo. Trong số đại chúng lại có những người quá đau đớn nên toàn thân rớm máu, dỉ chảy xuống mặt đất. Tất cả đại chúng như vậy thuộc các loài khác nhau, tiếng nói khác nhau, thể đều cất tiếng bi ai chấn động khắp các thế giới. Lúc ấy Đại Phạm Thiên Vương Thi Khí là vị đứng đầu thế giới Ta Bà, biết rằng Phật đã nhập Niết Bàn, liền cùng chư thiên từ cảnh trời sơ thiên vượt qua hư không mà đáp xuống, cất tiếng tiếng khóc khóc lớn, nghẹn ngào tuôn lệ phụ phục trước thân Như Lai, rồi ngã lăn ra đất mê man. Hồi lâu mới tỉnh lại, không tự chế được sự bi thương, ngài đứng trước thân Phật đọc kệ than rằng: Thế Tôn xưa từng có thệ nguyện vì chúng con thị hiện Ta Bà, che giấu sức tự tại vô lượng, dùng pháp thích hợp độ chúng sanh, phương tiện giảng thuyết tùy người nghe, ai ai cũng đều được an lạc, khuyến khích dẫn dụ cho thoát khổ, Niết Bàn nẻo cuối cùng hướng đến. Như Lai như mẹ hiền thương con, dòng sữa đại bi thường nuôi dưỡng, ngờ đâu một sớm dứt ra đi, trời người bơ vơ không chỗ dựa, đau đớn thay mầm thiện chúng sanh, không còn cam lộ giúp tăng trưởng, từ nay mầm thiện phải suy diệt, nghiệp ác kéo lôi vào nẻo ác. Thế gian trống rỗng biết làm sao, mắt tuệ tránh chân diệt mất rồi, chúng sanh lạc vào đêm tăm tối, chìm trong ba cõi khổ vần xoay. Tội lỗi chúng sanh ai cứu giúp, nương xá lại Phật được giải thoát, nguyện cầu sức đại bi Như Lai che chở cứu giúp con thoát khổ. Ngờ đâu đau đớn giữa cõi này, Như Lai buông bỏ nhập Niết Bàn. Lúc ấy Thích Đệ Hoàn Nhân cùng đại chúng chư thiên
từ trên hư không hạ xuống kêu than rằng: khổ thay, khổ thay. Thiên đế lớn tiếng than khóc đau thương tuôn lệ, phục phục trước thần Như Lai, rồi ngã lăn ra đất mềm màn. Hồi lâu mới tỉnh lại, đau đớn nghẹn ngào quỳ mọp trước thân Phật, đọc kệ than rằng: Như Lai bao kiếp tu hạnh khổ, đều vì thương xót mọi chúng sanh, thành tựu đạo vô thượng chánh giác, nuôi dưỡng chúng sanh đồng như con. Pháp lành ban ra là thuốc quý, trị bệnh vượt hơn mọi thầy hay. Mây đại từ bi che mát chúng, mưa tuệ cam lộ tưới khắp cả. Mặt trời trí tuệ phá vô minh, chúng sanh mê mờ gặp thánh đạo trong sáng. Ánh từ soi sáu nẻo, ba cõi nhờ ơn được thoát khổ. Ngờ đâu nay dứt lòng đại bi, nhập cảnh niết bàn không ai thấy. Nay biết nơi đâu nguyện đại bi, nỡ bỏ chúng sanh không luyến tiếc. Chúng con buôn loài trong ba cõi, như bề còn mất mẹ sắp chết. Bốn chúng nắm tay nhau than khóc, đau thương đấm ngược động ba cõi. Khổ thay hỡi người đời, cớ sao một sớm thành côi cút. Chúng con dứt phước khổ biết bao, mầm thiện úa tàn không sanh lại. Cầu mong pháp bảo sáng lợi Phật, chiếu sáng giúp ta thoát cõi khổ. Buồn tay đau đớn thay chúng ta, biết bao giờ gặp lại Như Lai. Bấy giờ ngài A Na Luật bi thương than khóc, đau xót khôn lường, rồi quỳ mọp xuống trước thần Phật, đọc kệ than tiếp rằng: Chánh giác pháp vương nuôi chúng con, nhờ dòng sữa pháp lớn pháp thân. Pháp thân chúng sanh nay chưa thành, hành trang trí tuệ còn ít ỏi. Ứng trì pháp âm thường giảng thuyết, khiến chúng sanh nghe đều ngộ đạo. Thêm ánh đại từ năm sắc chiếu, giúp chúng sanh đều được giải thoát. Cớ sao sớm dứt nhập niết bàn, chúng sanh khổ biết nương về đâu. Đại bi thế tôn nay không còn, chúng con bơ vơ ắp phải chết. Tùy rõ biết thế tôn phương tiện, chúng con không thể không bi thương. Bốn chúng mê muội tâm tán loạn, buồn đau chấn động khắp ba cõi. Thế tôn riêng vào trốn an vui, chúng sanh quá khổ còn mong gì. Thuở xưa thế tôn vì chúng con, nhiều kiếp đầu rơi tay chân đứt. Nay thành đạo vô thượng chánh giác, sao chẳng ở lâu sớm nhập diệt. Chúng con bốn chúng giữa vô minh, ma vương vui mừng cởi áo giáp. Thường thầy nguyện thế tôn đại bi, ánh từ xá lợi soi khắp chúng. Lại mong thế tôn thương bốn chúng, gia hộ pháp bảo truyền không dứt. Hận sao không thể chết theo được, dẫu chút sống thừa có là bao. Khổ thay đau đớn khôn nhẫn chịu, chẳng còn cơ hội gặp Như Lai. Lúc ấy ngài A Nan đã ngất đi hồi lâu, dần dần tỉnh lại, đưa tay vò đầu đấm ngực nghẹn ngào tuôn lệ, không kìm nổi đau thương quỳ mọp xuống trước thân Phật, đọc kệ than rằng: Con nhờ sức nguyện của Thế Tôn, may được cùng sanh trong dòng Thích. Kể từ Như Lai thành chánh giác, đã 20 năm theo kẻ cận, hết lòng kính dưỡng tình chưa chọn, một sớm nỡ dứt vào niết bàn. Thương thay cay đắng buồn khổ thay, đêm dài vô tận lòng xiết đau. Thần còn chưa thoát mọi nghi tình, vỏ bọc vô minh còn kiên cố. Thế Tôn chưa giúp con phá vỡ, sao nỡ sớm dứt nhập niết bàn. Con như trẻ sơ sanh non nớt, mất mẹ không lâu ắt phải chết, sao Thế Tôn nỡ đành dứt bỏ, riêng ngoài ba cõi hưởng an vui. Này con sám hối trước Thế Tôn, khổ Phật 20 năm đã tròn, đi đứng nằm ngồi nhiều biếng trễ, chưa đủ vui lòng Đức Thế Tôn. Nguyện Đức Chánh Giác Đại Từ Bi ban cho cam lộ được an vui, còn nguyện mai sau vô số kiếp luôn được cận kề hầu Thế Tôn. Ngước nguyện Thế Tôn phóng tử quang, chiếu khắp thế gian cứu độ con. Đau đớn thay tỏ bày khôn xiết, nghẹn lời không kể hết Phật ân. Lúc ấy vô số ức các vị Bồ Tát nhiều như số các sông Hà, cùng hết thảy đại chúng cõi trời và cõi người đều nắm tay nhau bi thương than khóc, nước mắt tuôn tràn không ai ngăn được lòng đau xót. Rồi tất cả bảo nhau cùng nén lệ sầu, bày biện vô số hương hoa tươi đẹp như hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, hoa mạn thủ sa, hoa ma ha mạn thủ sa. Vô số các loại trên đàn trầm thủy quý giá được lấy từ những vùng ven biển xa xôi cõi trời và cõi người, trăm ngàn muôn thứ hương thơm hòa trộn, vô số loại hương bột, hương nước cùng những lọng báu cờ phướn quý giá, chuỗi ngọc trai quý đầy khắp cả hư không, rồi đưa đến trước thân Như Lai, bị thường đau xót dâng lên cúng dường. Bấy giờ hết thảy đại chúng và nhân dân nam nữ già trẻ trong thành Câu Thi Na đều bị thường đau xót rơi lệ, mỗi người đều bày biện vô số hương hoa tươi đẹp cùng những phướn lọng, các thứ còn nhiều hơn cả những phẩm vật đã nói trên, cùng đưa đến trước thân Như Lai, bị thường đau xót dâng lên cúng dường. Lúc ấy bốn vị thiên vương cùng với đại chúng chư thiên
đều bi thương đau xót rơi lệ. Mỗi người cũng đều bày biện vô số hương hoa, đủ các loại phẩm vật cúng dường, nhiều gấp 3 lần những phẩm vật đã nói trên. Nước mắt giàn giụa cùng nhau đến chỗ Như Lai, cũng đưa tất cả phẩm vật đến trước thân Như Lai, bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Các vị thiên vương và đại chúng chư thiên ở năm cõi trời còn lại cũng giống như vậy, đều bày biện phẩm vật cúng dường nhiều hơn đã nói trên để dâng lên cúng dường Đức Như Lai. Chư thiên ở sắc giới và vô sắc giới lại cũng như vậy, đều bày biện phẩm vật cúng dường nhiều hơn đã nói ở trên, mang đến dâng lên cúng dường Đức Như Lai.